Hát Nghe em hát không này? hát đi. Chắc gì em còn nhớ anh lúc này. Giờ em đang vòng tay cùng ai? Em nắm tay. Tôi hết rồi những tháng ngày yêu thương chôn vùi nơi ấy. Anh khóc rồi, khóc thật rồi em ơi. Hai Em hai đi rồi. Ok, hát một đoạn rồi đó. đi, hắn là người ta không phải hay cả, tiếp đi. Ô Em mẹ, đã đi rồi sao anh còn chờ? Chỉ là buồn thôi. Cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò anh mỗi tối. hai 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 tiếp 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 Ngỡ tiếp là anh ngỡ mình ngày nào ngờ chẳng phải anh đâu. Ngồi thôi thôi thôi, cho nó tắc thở, cho nó tắc thở chết rồi, đéo thầy đéo cứu đâu. Mày hát như vậy tắc thở chết rồi, thầy đéo cứu đâu nhỉ. Hát nó phải từ từ thôi, nó vào bài chứ lại hát thì mày cứ gào lên. Hát lại, hát phải đúng nhịp. à. Người ta ồ hay quá kìa. Ô anh em nó đang bảo là tí tối Em chỉ coi tình yêu này như hay. là một mảnh giấy rồi đã chấp vá quá nhiều lần không thể làm lại được nữa rồi. Bao năm chỉ yêu một người, hôm nay chắc em đã mệt rồi. Đành buông lời cho em theo người mới. Anh đem lòng đến với người anh đã từng rất thương. Giáp à, Bước giáp qua chung lối. à, em hát giáp à, đang hát giáp à, hay hát gì đây, đang hát giáp à? À hát rap nè. Nhịp beat tung bay trong đầu đam mê từ lâu đã chạy trong máu. Chữ và nhịp lâu ta biết cảm xúc mình đành có báo. Đối với các ông nhà chị để nghe. Đối tao ông nhà là lý tưởng những thứ lấp lánh không chỉ để khoe mà chúng ta còn lấy được. Hai hai mày tên Facebook là gì, tí thầy gửi cho thẻ 100 được chưa, hứa luôn nha. Tên Facebook là gì? Bạn á, khoa đang trần Khoa đang trần được, tí gửi thẻ 100 nhưng mà phải hát, bạn với thầy á, hát tao thêm biết cho tên của thầy, thầy á. hát thêm 3 bài, bài giáp đấy. Mày hát cái bài giáp cái gì, đối với âm nhạc cái gì đấy, hay đấy, hát tiếp cho thầy đi, Có tốt không? hát Có thật giáp. sự là vỡ lòng. Có gì nữa ta? Mày phải hát từ Suy nghĩ đầu, xem. hát từ đầu. Không. Biết tới đó hả? Nghe nghe tác Việt đó thầy. Gấp đúng rồi nhưng mà phải hay từ đầu. Em hát đi, em hát đi. Người ta đang bảo hay kìa, hát đi. Hát đi. Ôi, hát bài khác nha, không hát rap Bài nữa, hát bài bài khác. bài gì cũng được, miễn là hay. Gửi cho em đêm lung linh và tiên sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc cần gió ấm. Để em đây bình trần cô đơn, để em đây mình gần bên nhau, để em vững tin tình yêu hai chúng ta. Hai Rồi ghi, mưa đêm qua đi, ngày mai nếu em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của em ấm áp. Ở gì đó quên lời rồi. tiếp. Ôi rồi 100.000 mà thuê mày hát đúng 1 tiếng mà mày hát được một bài thế Rồi, nào. Mày hát bài bài khác, gì, hát bài khác. hát bài gì phải hay Ngoài nha. anh em có nhớ ai? Bên em hiện tại, vì yêu em nên anh còn ở lại. Hay Cuộc đời cho em tiếng ca, yên vui mái nhà. Nhưng đối với em không bao giờ là tất cả. Vì một khi tay em đã từng hát cho anh nghe. Hát về nỗi lòng, về tình yêu anh trao em. Ồ, đến hay đây chỉ còn lại mình anh với tiếng hát trong tâm trí. Anh này, anh đã mất em sao? Em sẽ không ở nơi này, anh biết phải đàn cho ai đây? Đâu đó nỗi buồn cũng đành xuống, đôi tay lau nước mắt rơi. Anh đã buông lòng. Ok. từ từ nha, Kim từ từ tan từ cũng từ sắp kim tan. Nghe từ chị câu hát cũ nhưng khi nghe lại như được đắp tim gan. Đóng hết cửa và tắt hết đèn đi nghe chuyện cười dân gian. Cho vào lò 2 viên kẹo rồi thắp cây nhang vì ấm tính thôi em sẽ về vào tháng trời sau. tại vì Nước đi ngao du và dịu dàng nuôi nước chảy. Gì không ai quan tâm gì ít ai nghe thấy gì đó. mày Quên hát, rồi. mày hát thế nào, thầy bị Bẻ cái răng ra đây à. bản quyền kìa, bản quyền Bẻ kìa, răng ra đây. thầy bị bản quyền rồi kìa. Mày biết hát bài tôi là Tùng 25 tuổi không, ở Giáp Việt thầy hôm qua vừa nghe xong. Mấy bài nó dài quá không nghe được, Thế bây không có giờ nghe. Bắc Kim Thang đúng không, mày vừa hát bài gì, cái gì Bắc Kim Thang á? Thôi. Bây giờ Bắc Kim Thang nhá, bây giờ hát lại từ đầu. Tí thầy gửi cho thầy 100, em dùng thẻ gì? Được chưa? Thầy bỗng hứa sẽ cho em một thẻ Vina. 100. Vina gì? Vina. Được, thẻ 100.
hát cho thầy nghe bài Ơ Bắc Kim Thăng. Garena này, cho Garena, cho Nghe thẻ Garena. gì cũng được, 1 lít. Bài mày hát cho thầy bài Bắc Kim Thăng mày vừa hát. Hát. Bắc Kim Thăng, Bắc Kim Thăng. Câu hết tụ nhưng khi nghe lại như ruột tắt tim gan. Đóng hết tủ và tắt hết đèn đi. Hay đấy. Kẻ dân gian bỏ vào một hai viên kẹo xong mình tóc cây nhang vì ấm bính sẽ trở về vào tháng 7. Bước đi ngao du và nhẹ nhàng như nước chảy. Anh nghe thấy cũng có thể nghe thấy vì rơi từ tông đấy. Bước đi OTP anh không nói lắm. Bài cầu cơ gì cho mình một tốt gì á. Nhưng mà âm nhạc là sở thích của em hay là sở trường? Sở thích em thích âm nhạc à? Em thích chơi, em thích hát không, à? Không thích. À. Không thích cho lắm. Thế còn thích thích hát bài gì hay nhất cơ? Bài gì phải hay nhất? Để suy nghĩ hả? Bài gì hay nhất? Chưa suy nghĩ. À, thế này. Ơ, win lúc nào rồi không biết cho. Ơ, lại phải win à? Lớp 7. Ơ, lại phải win, lại phải win. Cho thầy thua đi, cho xuống bàn đi. Không win đâu. Ơ, lại mất được cái chỗ là ơ, lại mất chỗ. Xin lỗi mọi người nhá. Xin lỗi mọi người nhiều nhá. Nghe em này ơi, nghe không từ từ nha, im nha. Lớp 7 ơi, tất cả khán giả bảo em hát lại bài Bắc Kim Thang. Ok này, vào nhạc này. Vào nhạc này. Lên nhạc rồi, hát đi. Cầu qua kèo là kèo qua cầu. Chú bán dầu qua cầu. Không, bài Bắc Kim Thang giáp cơ. Bài giáp đi. Mắt tụi những cây ghê lại như ruột tắt tim gan. Đóng mắt tụi và tắt hết đèn đi nghe chuyện kể dân gian. Bỏ vào lau một hai viên kẹo xong rồi mình tắt cây nhang. Vì ấm bính sẽ cháu về vào tháng 7. Nước đi ngao du và nhẹ nhàng như nước chảy. Ta quan tâm và cũng ít khi nghe thấy. Nên người ta thường công tin cho đến khi được trong thay. Hay. Thầy ơi, em hâm mộ thầy lắm. Em sẽ SP cho thầy. Ok, Yên Cú Tè. Yên Cú Tè lớp 7. Được chưa? Được, nhưng mà nha, thầy đang muốn em lúc năm thầy. Em đang phát từ từ. Lúc năm thầy. Ok, thầy đang bảo là thằng lớp 7 à, lớp 7 nha. Hát lại cái bài mà mày hát của bạn anh. Má đây có phải game liên quân hay là live show ca nhạc vậy? Đây là game liên quân hay live show ca nhạc vậy mọi người? Bốp bốp, người biến từ liên quân thành một tựa game sinh tồn trên PUBG và bây giờ lại biến thành một tựa game ca nhạc. Alo nha, lớp 7 nha. Thầy cứ để em gánh nha trận này. Gánh thì trên này win rồi, vẫn cứ win thôi. Nhưng mà để từ từ thầy bảo lớp 7 nó hát đó. Nó hát cái bài gì của anh Hảo ấy mọi người ạ. Alo. Lớp 7 bia mày hát một bài nhạc trẻ. Tất cả anh em im nha, cho lớp 7 nó hát nha. Một bài nhạc trẻ hay cho thầy. Đợi cho ý suy nghĩ là. Bài của anh Hảo ấy, nay mày hát một bài của anh Hảo ấy. Hát một bài này cho thầy đi. À, ok. Từ lấy kịp lấy... Ok hát. Chẳng gì em còn nhớ anh lúc này. Giờ em đang vòng tay cùng anh. Thầy ơi, cái em này mình lên phụ trợ gì thầy? Đến dịp rồi em. Tôi hết rồi, những okay, thầy. Tháng ngày yêu thương chôn vùi nơi ấy. Từ từ, kéo tắt thở, từ từ nha. Mày đang hát mà mày lăn quay. Rồi sao em còn chờ? Được. Chỉ là buồn thôi. Cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò anh mỗi tối. Anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu. Ngô nhớ Thôi. Tắt thở. Tắt cái máy thôi. Ngáo mẹ rồi, từ từ nhá. Được rồi. Tí bây giờ tặng thẻ trăm, được chưa? Đấy, từ từ còn anh em nào muốn bạn này hát thêm bài gì comment đi nhá. Tiềm năng ấy, sao ôi, em? Thầy ơi, con có hát nữa thầy ơi. Nhưng mà sao không đi đăng ký mẹ ơi. Thầy ơi. Thầy rồi thầy, đừng mẹ bố ơi. Sao không được em? Mất mẹ bố ơi. Sao không đi đăng ký thi ca nhạc ấy ở lớp 7? Hát ổn mà. Ôi, đang muốn thi vô chuyên toán nè, đang muốn thi chuyên toán. Lại chuyên toán? Mà học giỏi hát hay thế này bao nhiêu gái theo. Trời ơi, đã chơi game hay nữa. Cao thủ 30 sao, cảm ơn anh em đã donate sao nha. Giáp à, anh em nó bảo giáp kìa, alo, nghe thấy bài chưa? Một bài giáp cực kỳ giáp hay. Giáp này, giáp BTT Boy hả? Nhạc của thầy loại gì cũng được, mày giáp một bài hoàn chỉnh cho thầy. Ok. Ok. Em on top of the trending.
tôi phải YouTube, tôi phải trending. Em on top, em ở trên anh. Big Two Level Rock, người ta gọi tên anh. Big City, Big City Boy, Big City, Big City Boy, Big City Boy, fucking noise. Thả tim để sorry em. Nhắn tin để trong DM em. Thôi, thầy bắn anh tiêu thế. Sorry em. Yeah, hợp âm ASEAN thích là BM. Hợp âm thích là CM. Yeah, Việt Anh thích là C. Trời ơi, em bằng cà vạt. Tên hai sinh già là nếu mà ngoan, nếu mà ưu, em sẽ được phạt K.O.A.G. What about you? Hay là mang tên fan đi. Không sao đâu, dạ em thích có say giá. Hay say no, dạ em thích là cũng phép. Say no, Big T đi bò. Big T, Big T rồi. Mà đó, nghĩ nghĩ tí. Thôi, thôi nha, mày hát nhưng mà mày từ từ điều chỉnh giọng em nhá, cẩn thận tắc thở ra đấy thì mẹ đéo ai chịu đâu. Đến lúc tắc thở ra đấy chết tẩy đấy. Ok mọi người nhá, tặng bạn lớp 7 một lít mọi người ạ. Hay rất là vui đấy, nhiều lúc giải trí có đang căng thẳng lâu lâu buổi sáng mới có một hôm vui như này. Trời ơi, ngày nào cũng tăng vô phòng của thầy bà thầy à, thầy đã đủ rồi cho nên hôm nay mới vô. Bạn nữ có biết hát không? Bạn nữ có biết hát không? Alo. Bạn nữ có biết hát không? Em biết thầy. Bạn nữ cũng biết hát anh em ạ. Hát cho thầy một bài đi. Thầy muốn nghe bài gì thầy? Em hát bài gì hay như lớp 7 hay hai người cùng sau cao một lúc được. Hát bài gì hay thì hát. Đấy. Em hát không hay thầy ơi. Hát không hay cũng được. Từ từ nhá mọi người, xử lý một pha đã. Quên mất nhiệm vụ này đang ơi. Đang live stream Liên Quân, quên mất, từ từ cứ xử lý pha này Mega Kin á. Nhưng mà game này win thì vẫn cứ win thôi, giữa việc win và việc thua nó khác nhau hoàn toàn đó thầy. Win thì vẫn cứ win thôi mà em đang không chơi hát thôi. Mày chân mà. Mày bỏ ngay những cái thầy câu ơi, thầy bắt đi dưới thầy ơi. Thế lớp 7 thầy hỏi này, bây giờ ra ngoài xã hội thì sao? Ra ngoài xã hội nhận nó không ông mình. Đừng đúng. Có nhận mình con nó tại gì. Con thì nó thì ngu thì nó chết. Đúng rồi. Ôi, tao mệt với mày quá nhá lớp 7 nha. Trần này thay để em thay. Thầy, cái nào em không khám Facebook chị đó, Facebook em không? Được, tí tao add Facebook. Tên là gì? Add để tên là gì? Add rồi, thầy add rồi, thầy add tên em rồi. Tên là gì? Tên em rồi. Bây mày là gì? Khoa Đăng Trần. Cái gì? Thầy thì các bạn em rồi mà. Phan Anh Trần á? Khoa Đăng Trần. À, thì tao. Thầy mà thầy tên em nickname á. Hình như hôm bữa mày vừa chửi tao đúng không? Khoa Đăng Trần, hôm bữa đúng ngày nó vừa chửi mình đúng sao? Đúng rồi. Thằng nào đó thầy, em không bao giờ chửi thầy ok. Đâu chửi. Có thấy thằng nào nhỉ, cũng tên ngày nào cũng ngày nào em cũng coi em ghi là cố lên thầy ơi. Em không bao giờ chửi. Được, được, thế được. Dần sau nha, cái bài học của thầy nha, phải đến lớp, đến trường và nó thậm chí là nói với cô giáo ấy là thầy em dạy như thế này. Được chưa? Ra xã hội làm ăn bưng trải, đừng có nhận người mình khôn quá làm gì. Nó đi nó giết đấy, được chưa? Con chim vằn khuyên, nó tên là Bóp Bóp. Mày lại đú theo mấy thằng như thằng vũ gì đó. Không sao nha, game này win nha. Nếu mà có thể chơi cái việc giữa cái việc win với cái việc fit thì nó như thế nào ở lớp 7? Cái việc win với cái việc fit thì nó như thế nào ở lớp 7? Nói cho một người khán giả nghe cho thầy cái. Ở lớp 7. Cái việc win ấy, giữa cái việc win và cái việc fit. Ôi, mẹ bị ganh rồi, nó bị ganh rồi anh em ạ. Không có ra đọc comment đó thầy, xem có ai chửi em không? Làm gì có thầy ai chửi? Thầy ơi, thầy đánh hay quá thầy ơi. Ôi trời ơi, một cái đẳng cấp của thầy. Nhưng mà mày bây giờ nha. Lớp 7 bây giờ khán giả người ta hỏi là sao thầy fit thế? Em trả lời cho thầy biết là giữa việc fit và việc win thì nó khác nhau nào? Việc fit và win nó rất là khác nhau. Win thì vẫn win mà fit, nhưng mà fit mặc dù fit mà vẫn có win được. Chính xác. Đấy mọi người thấy chưa? Không phải thầy ơi. Ôi thầy đang đánh bằng một tay. Đấy là thầy chơi ngu đấy. Chết rồi nha, mình kết liễu một thằng luôn này, chết rồi nha. Kết làm sao cho nó đẹp vào. Kìa. Kỳ thế. Lại phải win à? Thằng lớp 7 này nó xem nhiều livestream mình, nó ngáo mọi người. Nó học theo từng câu chữ một, không lệch một câu nào. Đấy. Nếu mà em là một người đánh hay, bây giờ thầy hỏi này,
nếu là một người đánh hay mà người ta giao cho em là gì, là tự nhiên này người ta bắt em phải làm diễn viên thì em phải làm sao? Đấy, câu hỏi của thì thầy. em sẽ diễn cho em đánh ngu, em đánh ngu nhưng mà đến đợi tối tối không ai xem em sẽ trải lòng. Chạy con mẹ mày. Mày nói vậy mày khác kỳ tao. Mày nói thầy đấy à? Game này win này. Ơ kìa, trúng kìa, trúng kìa. Mọi người thấy chưa, nhiều anh em vào cứ hỏi sao thầy fit. Giữa cái việc fit và cái việc win nó khác nhau hoàn toàn mọi người nhá. Fit nhưng mà vẫn cứ win. Nó là cái đẳng cấp. Ok, sao đây, sao đây, sao đây lớp 7, làm gì đấy? Là bé win, ô là bé win, trời ơi, là bé win, trời ơi, cho tôi đi, cho xuống vàng đi, ô, không muốn win đâu. xin lỗi mọi người nhiều nhá, mình không ngờ những cái thứ mà mình làm trong vòng một tuần qua nó dẫn đến việc em học sinh lớp 7 này có cái vấn đề về 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 não bộ mọi người. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều. Nó học Ô không mà có 10k người theo dõi. Thầy nói gì đó thầy? Má nói gì đó, tâm luôn á. làm tiếng âm nhạc đi lớp 7 cho nó vui, đang đang vui mà lại không nói gì. Ai chúng Anh mày chị vào vào nó chứ bà ơi. chị vào tí em lấy Ô tôi là tôi chết. Tôi là không sao, chị sống được nhá. Bắn hết này, bắn hết này. Thầy bố ơi. Thôi em. Tôi là thấy chưa, thấy thầy chưa, có cần em hát, thầy có cần em hát một bài nào để nghe win với cả chai hát nó khác nhau chứ. Chiều mày bố ơi. Thầy ơi, em mất bê được không thầy? được. Thầy bố ơi, Bố mega kill kìa, ô lại với win à. bố ơi, thầy cần em hát bài tảng đạo lý không đây? được, mày hát bài gì cũng được. Hôm nay ai cho ra show âm nhạc, thích hát bài gì hát. Nhưng mà đúng thật là lâu rồi cũng có Thế mấy có lần một sau thầy phải mời em đi cơ. lâu rồi mới có một buổi nó vui vẻ như này mọi người ạ. Mẹ buổi Mấy sáng thầy có mời em ok không? thầy nhé. Có được, hát đi thầy mời. Tại tại cho chị lớp lớp 5 hát. Ừ lớp 5 hát đi. Đấy win nữa. Win nó cũng phải Đừng win win thôi. thế ẩn Win nó là việc Đừng của win win thế đấy ẩn bạn, hai việc khác nhau nha. Một bắn là lú liền. Anh tinh anh có chơi được. Đây được. À. Đấy, Đây được. mình bật tinh anh. Cái viên đạn vừa rồi là mình bắn để báo hiệu là team nó sắp thua đấy mọi người ạ. Đấy. Ngày xưa ấy, mọi người. Anh đang gì? Ngậm ngùi nương mắt nghe tiếng cô theo chồng về nơi xứ xa. Chôn phùng hoa lòng này đau đớn khi chiếc tâm thiệp hồng kèm theo lá thư gửi hay về hay tay hay kia có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuông chiều ấy là chỉ như buồn vui nương mắt đôi lại quá nhiều đau xót cho đến nhau người à đầu Thầy ơi, đuôi thầy đánh mỗi hay quá lúc thầy em ơi, em xa hâm mộ thầy quá thầy ơi. sao Trời. khi cô lưu lên Hâm mộ tàn hôm nay cô trong mơ màng nhìn ra tôi đã xa từ lập thôi thôi. Đâu. Từ từ nha, từ từ nha, mày hát từ từ thôi, tắt thở chết đấy em ạ, thầy nói thật. Mày hát cứ dặn quá, tắt thở chết tôi đây sao? Đấy việc cái việc win, cái việc win với cái việc fit thì nó như thế nào ở lớp 7 nói cho khán giả thầy nghe, có phải nhiều người mới vào người ta không biết nha. Cái việc win là win thì vẫn nó cứ win thôi, nhưng mà fit thì vẫn cứ win mà. Chính Mặc dù xác. fit cỡ nào thì thầy boss vẫn win. Chính xác. Hay là phá đúng không? Phá hay fit. Cái đẳng cấp của thầy nó là bốn vậy. tầng phá luôn, cái đẳng cấp 4 tầng. Đúng rồi. Ra xã hội thì sao? Ra xã hội phải nhận nó khôn hơn mình, không được nhận mình khôn nó, tại vì khôn thì nó thì ngu thì nó giết. mày làm tao buồn cười. Sao sao có những sao lại có những cái thằng mà nó học thì không sót một câu nào như thằng lớp 7 này nhỉ. Ra xã hội làm ăn bươn chải mọi người ạ. Khôn quá thì nó đì, mà mày ngu quá thì nó giết thật. Còn anh em nào muốn giao lưu không? Lâu lâu phải đổi gió cho mọi người xem nó vui chứ. Thầy bốp mà chơi game đâu nhất thiết phải chơi đâu, chơi chơi game liên quân mà đâu nhất thiết là cứ phải chơi liên quân mới vui đâu đúng không anh em? Chơi liên quân nhưng mà thầy bốp chơi làm live show ca nhạc vẫn vui.
Hôm nay đúng thật là lâu lắm rồi mới cảm giác buồn cười như ngày hôm nay mọi người ạ. Đây mời đó lại nói nhá.